Bão Tsagui có thể mạnh cấp 14 giật cấp 17 khi vào Vịnh Bắc Bộ. Từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9, bão Tsagui có thể đạt cấp rất mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh có thể lên tới cấp 14 giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16 giờ ngày mùng 3 tháng 9, vị trí tâm bão Tsagui bão số 3 vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc, 118,6 độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 89 đến 102 km h giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km h Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 9, tâm bão Jackie ở các đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 700 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 11, giật cấp 13, mỗi giờ đi được khoảng 10 km theo hướng Tây Tây Bắc đến 16 giờ ngày 5 tháng 9, tâm bão số 3 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 390 km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 13 giật cấp 16, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km theo hướng Tây Tây Bắc. Dự báo 16 giờ ngày 6 tháng 9, tâm bão ghi trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc, cường độ bão mạnh cấp 14 giật cấp 17, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km theo hướng Tây Tây Bắc. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ ít thay đổi sau giảm dần. Dự báo tác động của bão số 3 khiến vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Từ 4 đến ngày 6 tháng 9, bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh có thể lên tới cấp 14, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có sóng gió cao từ 2 đến 4 m vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m Từ đêm ngày 4 đến 6 tháng 9, có thể tăng dần lên 7 đến 9 mét, biển động dữ dội trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn